Xin chào các bạn. Hôm nay mình có cắm cái ổ cứng cũ của mình, cái máy tính cũ ấy, vào cái máy tính này của mình để làm việc. Thì có một số file lâu lâu rồi mình muốn xóa thì không xóa được. Thì nó sẽ hiển thị như này này. Đấy nhá, cái file các cái file của mình như này. Đây. Các bạn, đây mình nhấn Shift đen này. Đấy. Như báo như này, tức là bạn không có quyền từ cái máy tính này để thay đổi cái file này. Để muốn xóa được thì bây giờ các bạn cần phải thay đổi cái quyền cho cái file này, thì tức là biến cái quyền từ cái máy tính cũ ấy sang cái quyền của cái máy tính mới này, thì các bạn sẽ xóa được cái file này hoặc cái folder này đi. Đây, bây giờ để thay đổi quyền thì các bạn nhấp chuột phải vào cái file này. Đấy, còn nếu mà rộng hơn thì sẽ là cả cái folder. Đấy, thì là đây các bạn nhấn vào cái thẻ cuối cùng này, property này. Đấy. Sau đó là trong cái thẻ trong cái bảng property này các bạn nhấn vào cái thẻ là security. Đấy. Thì ở đây đang có cái quyền everyone nhé. Bình thường cái quyền này thì có thể xóa, có thể sửa xóa đi các thứ được bình thường, nhưng mà ở đây các bạn nhìn này, nó đang chỉ có mỗi quyền đọc thôi các bạn nhé. Thì bây giờ để thay đổi cái quyền cho các bạn cần phải có tính năng là full control này, tức là đầy đủ tính năng thì các bạn sẽ xóa được. Thì để được cái tính năng này thì các bạn đầu tiên là các bạn phải vào cái thẻ advanced này. Bạn kích vào cái thẻ advanced này. Đây nhá, thì nó đang nằm trong cái quyền của cái máy tính này. Đấy, cái máy tính cũ của mình như này. Thì các bạn sẽ phải kích vào nút trên này. Đấy, xong ở phần này thì các bạn gõ vào chữ everyone. Everyone. Gõ đúng chữ everyone nhé. Bạn check name này. Rồi các bạn ấn ok. Rồi sau đó thì các bạn kích vào cái everyone này. Đấy nhá, phần trên này nó thay đổi nhá, everyone này. Bạn kích này, ấn nút apply này, ok, ok nhá. Sau đó thì bây giờ các bạn mới kích được vào đây này. Các bạn ấn exit nhá. Lúc nãy thì các bạn kích vào exit không, sẽ không có gì đâu. Thì bây giờ sau khi mà các bạn đã thay đổi cái máy rồi thì bạn mới bắt đầu tạo cái quyền được cho nó. Thì các bạn kích vào nút exit này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái này nó sẽ không bị mờ nữa. Đấy nhá. Đây vừa nãy là phần đấy thì các bạn sẽ bị mờ. Và bây giờ các bạn kích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra để các bạn tích vào cái tính năng full control này. Đấy. Sau các bạn ấn apply này. Ok. Đấy, thì bây giờ là các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, cái phần này nhá, nó đã có đầy đủ tính năng rồi này. Đấy. Ok này, bây giờ các bạn có thể xóa đi được nhá. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy, thì các bạn đã có thể xóa đi được rồi đấy. Đấy, tương tự với các file còn lại hoặc là các cái folder còn lại thì các bạn cũng thực hành như thế. Đây mình sẽ thao tác lại cho các bạn một lần nữa nhé. Đầu tiên các bạn nhấp chuột phải này vào cái file hoặc cái folder đấy các bạn muốn xóa nó đi. Sau đó là các bạn vào cái thẻ property này. Đấy, sau các bạn vào cái thẻ security này. Đây nhá, ví dụ như vừa nãy nhá, mình chưa chỉnh sửa cái quyền của nó từ cái máy cũ này về cái everyone này nhá, thì các bạn có kích vào nút exit này thì cái này nó cũng mờ chứ nó không thao tác được, các bạn không thể cấp quyền được cho nó như này. Đấy, thì các bạn bắt buộc phải vào cái nút advanced này, kích vào nút advanced này và thay đổi cái quyền này. Đấy, các bạn gõ chữ everyone này. Rồi, chữ name này. Ok. Các bạn cứ làm đúng cái thao tác này là được nhé. Đây, sau đây các bạn kích vào nút vào cái dòng everyone này. Apply này. Ok này. Rồi, sau đấy các bạn kích lại vào đây nhá và exit này. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này, đã cho mình đầy đủ cái nút, mình có thể tích vào đầy đủ cái quyền của nó này.
Apply. Ok, đấy thì bây giờ có thể mình đã có đầy đủ cái quyền rồi thì mình có thể xóa đi được. Xịt đen này. Ok, đấy. Thì trên đây mình đã hướng dẫn cho bạn cái cách có thể xóa được cái file hoặc cái folder mà trước đấy mình không thể xóa được trên máy tính do là không được cấp quyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.